Kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Chắc quý vị và các bạn giờ này là đang say giấc nồng rồi đúng không ạ? Quá 11 giờ gần 12 giờ thì sắp đến cái gọi là 0 giờ rồi, em ngủ đi em rồi, đúng không? Nhưng mà Bình Dương à, mình ở Thới Hòa bên Cát Bình Dương tối nay mưa quá. Mới tạnh được khoảng nửa tiếng. Chưa ngủ được, đêm nay lại mất ngủ. Thì lên đây tự sự thì với quý vị và các bạn thế cho nó gọi nhẹ cái đầu về đang lăn tăn nha, đang lăn tăn một cái vấn đề đấy, mà đã lăn tăn này nó như kiểu cái dòng điện một chiều ấy, khi mà người ta dùng oscillo để người ta kiểm tra cái tín hiệu một chiều, tín hiệu điện một chiều khi nó chạy phẳng như thế này, nó gọi là thẳng như sợi chỉ này, đây là lọc tốt đấy, nhưng mà khi lọc mà không tốt, tức là con tụ lọc không tốt là nó có hiện tượng nhấp nhô hình chi này đấy, hoặc là nó gợn này đấy, gọi là lăn tăn. Thì khá cũng vậy, thì lên đây thì nhờ quý vị và các bạn này đã thông kinh mạch chưa đấy, để cho nó thông thì để vác cái bình tông đúng không ạ đấy. Thì lời đầu thì cũng chia sẻ tới quý vị và các bạn vẫn như cũ, đây là về vấn đề gọi như thế là hàng nhá, hàng chưa gửi được đấy. Thì nói vui là các chú cứ bàn nhưng anh quyết đúng không ạ, thì nhưng mà đây anh không quyết được, Khang không quyết được đúng không đấy, nhưng còn Khang mà quyết được ngày nào ra ngoài đường để gửi hàng thì nó dễ, không quyết được, chính vì thế không dám nhận tiền đặt cọc. Còn cái trường hợp nhận cái đài kia nó là ngoại lệ lâu lắm rồi, đặt ngày đấy, thùng xốp kìa đấy, hôm nay quay lên test thì để đóng sẵn vào, nên là đợi ngày đi đấy, cái bác khách, cái bác cái tin tưởng tuyệt đối thì đây mình chia sẻ rồi đấy, thì có mỗi cái trường hợp đài này, còn âm ly chưa nhận của ai cả đấy, thì mong mọi người hết sức thông cảm nhá. Khang không muốn nhận trước bởi vì không biết được ngày nào, nói lại bỏ gì cũng cứ đến Tết Congo mới gửi được hàng và tiền mình nhận rồi thì nó có phải là tổn thọ không, đúng không? Thì mong quý vị và các bạn là cứ từ từ bình tĩnh nha, nếu mà nhận được phát là cứ tại vì người bản thân nếu mà gửi hàng được thì Khang sướng quá ấy, đúng không ạ? Tại vì chẳng giấu gì quý vị và các bạn, ở nhà mấy tháng này bám vây vợ nhá, trước con nuôi là con lợn đất nhá, trong miền Nam thì gọi là con heo đất đấy, trong 12 con giáp thì gọi là con hợi đấy, thì đập ra thì hốc hết rồi đấy, thì chẳng có tiền nên bây giờ mà coi như thế là gì, bán được âm ly thì sướng quá chứ đúng không ạ? Thế nhưng mà chương trình chưa gửi được hàng đúng không ạ, thế thì mình cũng chưa dám nhận tiền thì mà thì chia sẻ thế nhá. Đây là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là chia sẻ tới quý vị và các bạn là cái có một cái đối tượng có một đối tượng thuộc cái thế lực thù địch vào nay lại tiếp tục lại xuất hiện một đối tượng mới vào kênh mà mình cũng chẳng gì đâu, chẳng để ý đâu, nhưng mà vì nó bực quá thì chia sẻ tới quý vị và các bạn. Vì sao? Vì cái tội danh của cái đối tượng này nếu như ở thời phong kiến thì rơi vào tội phản quốc nhá, phải tru di cửu tộc, mà những đối tượng phát ngôn ra thì phải tứ mã phanh thây. Vì đối tượng nói rằng nhìn thấy hàng Việt Nam là mắc ói đấy. Đấy, tức là nhìn thấy hàng Việt Nam hoặc là nhìn thấy người Việt Nam là mắc ói. Thế nhưng mình rất thông cảm cho đối tượng, bởi vì mình nghĩ những cái lời của đối tượng này, ngoài thế lực thù địch ra, nếu không phải là thế lực thù địch thì nó thuộc là gọi là người âm. Đấy. Nhưng mà mình bực nhất là nó lại bảo là nhìn thấy hàng Việt Nam. Đúng không ạ? Mình không nói đến cái lĩnh vực gọi là như nhiều người ta vẫn phải nói là yêu nước mà, ưu tiên người Việt dùng hàng Việt cơ mà. Đúng không ạ? Đấy, mình cũng không muốn nói sâu ở đây, vì nói ở sâu ở đây thì có nhiều người gọi là đồng ý, đồng quan điểm với Khang thì không sao, không đồng quan điểm vào rồi lại gây tranh cãi, đúng không ạ? Đấy, mất đoàn kết thì mất kia hào khí đi nên là không tranh cãi, mỗi người một ý thôi, để không nói nữa, đúng không ạ? Nhưng mình vẫn cứ bất bình với cái câu nói của hắn. Hắn bảo là nhìn thấy hàng Việt Nam là mắc oái. Đấy, thì quý vị và các bạn cảnh giác cao độ nhá. Đấy là cái vấn đề thứ hai, đúng không ạ? Đấy, thế còn cái vấn đề để tiếp cái vấn đề đó thì quý vị và các bạn cũng thừa hiểu rồi, đúng không ạ? Đấy, cái câu cửa miệng người ta thường nói là không mua thì thôi, sao buông lời cay đắng, đúng không ạ? Nay cái kênh của người ta bán hàng như vậy, mình vào mình xem, thích thì xem, người ta cảm thấy không thích, đúng không? Không lọt cái lỗ tai của mình thì nói cái từ cho nó dễ hiểu là thôi đừng không xem nữa, đúng không? Làm sao mà phải buông những lời cay đắng để thể hiện mình là giống nọ giống kia,
có phải không ạ? Đấy, không, ví dụ như cái video nó không hợp với mình trên mạng thì nó bây giờ cái thời buổi công nghệ như vậy mình xem không được thôi ra và chỗ khác xem làm sao tìm cho nó hợp, ở trên trần không không hợp thì mình lại tiếp tục mình xuống cõi âm mình tìm cho nó hợp với bản thân mình thì thôi, cần gì phải buông những lời cay đắng. Đấy, đấy là về cái phần cửa miệng. Thế còn về cái phần nó sâu xa hơn nhá, thì nhà Phật có dạy rằng như vậy là tạo nghiệp. Quý vị và các bạn đồng ý với Khang không? Mà khi tạo nghiệp thì có một cái điều nó như thế này này: lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, đúng không ạ? Đấy, ngày hôm nay đúng không ạ, gieo nhân gì thì nhận nhận quả đó, đúng không ạ? Đấy, mình tạo ra thì mình đời mình không hứng chịu thì đời sau hứng chịu, thế thôi. Rồi kết thúc vào cái chuyện thứ hai này nhá, không là có nhiều người lại bảo Khang nói nhiều quá, đúng không? Thì trước tiên đây thì cũng mong quý vị và các bạn hết sức thông cảm, không phải là tự ti đâu. Đấy, thế nhưng mà Khang Audio vẫn vẫn tự coi mình nhá. Thứ nhất là về tay nghề nhá, về tay nghề là vẫn còn xanh và non, mình vẫn cứ nói cả mà mình vẫn nói trong video, cho dù ngày hôm nay mình đang kiếm gạo nha, đang kiếm gạo ăn bởi sửa chữa ly này, thế nhưng tay nghề vì sao? Vì thiên hạ nhân thiên hạ tài nha, mình sửa được nhưng mà người ta sửa được cách đây lâu rồi, đúng không? Đấy, mình giỏi người ta còn giỏi hơn mình, đúng không? Núi cao còn có núi cao chập trùng cơ mà. Đấy, đấy là về cái vấn đề kỹ thuật. Còn về về cái vấn đề nhân phẩm thì Khang không tự ti đủ nha, đủ coi như thế là tự tin. Vì sao? Vì cái quan điểm của mình là nhìn thẳng nói thẳng không nên nghiêng. Đấy, đấy là cái quan điểm đấy. Thì chỉ có một cái vấn đề ấy, chỉ là trong cái những cái video hàng ngày ấy mà Khang đưa lên ấy để tiếp thị giới thiệu sản phẩm tới quý vị và các bạn ấy, thì do cái trình độ hiểu biết nó còn nông cạn mà luôn cho mình rằng là gọi là thảo dân, ngày xưa gọi là thảo dân nhá, trình độ gọi là nông cạn, thân phận ếch ngồi đáy giếng, mà ở trên cái miệng giếng nó xảy ra cái gì, nó có những cái gì thì làm sao biết được, đúng không ạ? Đấy, thế chính vì vậy thì những cái ngôn từ nhiều khi mà khi mình quay những cái video mình tiếp thị sản phẩm tới mọi người, đúng không ạ, thì có những cái ngôn từ mà nó không được lọt cái lỗ tai của quý vị và các bạn, thì mong quý vị và các bạn hết sức lượng thứ cho kẻ quê mùa như mình nhá. Đấy, thế còn cái vấn đề thứ ba để kết thúc cái video này thì chia sẻ luôn tới quý vị và các bạn cái vấn đề thứ ba nhá. Vấn đề này là cái vấn đề mình đang đang suy nghĩ, đang lăn tăn ở trong lòng. Đấy, kính thưa quý vị và các bạn, qua cái câu chuyện mà mình chia sẻ trên video là cháu con nhà mình đang học trực tuyến ấy, thì cái lý do không có chưa có chứ không phải không có, khi mà mình bán được âm ly thì chắc chắn là cũng sẽ mua được cái laptop thôi. Đấy, không có cái gì nào ghê gớm cả, đúng không ạ? Đấy, thì mình chia sẻ là cháu chưa có laptop, đang học bằng điện thoại. Đấy, thì có một cái bạn nữ nhá, có cái bạn nữ bạn nhắn tin, bắt đầu nhắn tin sau ngày hôm nay bạn điện thoại luôn. Đấy, bạn ấy nhắn tin là thứ nhất ý, là bạn ấy nói về bạn ấy, bạn ấy cũng là những người có niềm yêu mến audio, muốn nghe nhạc ngày không hát, thậm chí coi như là bạn ấy tuần bạn phải hát mấy ngày mấy buổi ý. Đấy, tức là đại loại là người yêu ca nhạc. Đấy, và bạn ấy nói này, bạn ấy đã có một đời chồng. Đấy, nhưng mà ly dị rồi, ly dị được mấy năm, bây giờ đang phòng không cuối chiếc nhá, đang để không. Thế mà như Khang Audio giới thiệu thì ở trên kênh của Khang ấy thì âm ly cũng vậy, đúng không? Âm ly loa đài nói chung các thứ đường lâu để không lâu ngày nó cũng hỏng đi, hỏng đi thì nó cũng thật là nó cũng lãng phí, người thì chả có mà dùng, người thì lại để hỏng đi. Đấy, là người ta giác ngộ được cái vấn đề đó. Đấy, thì Khang chia sẻ thì bạn bảo bạn xem kênh của Khang lâu rồi mà tự dưng cũng có cảm tình mến mộ, rồi đùng một cái lại bị tiếng sét ái tình. Mà tiếng sét ái tình thì quý vị và các bạn biết rồi, đánh sét đánh thì ít thoát rồi, đúng không ạ? Sét đánh chết ngay, các cụ vẫn bảo sét đánh chết ngay, chết lại còn chết sớm. Tiếng sét ái tình thì chạy đâu cho thoát, đúng không ạ? Chỉ có mỗi một cái điều ước là ước gì ăn ở một nhà, ra vào đụng chạm để mà nhớ thương. Đó, bây giờ thì hai đứa chung giường, trai trên gái dưới thì thiên đường là đây. Đấy, cô nàng này, cô ấy nội dung thông điệp cô nàng cái bạn nữ bạn gửi tới Khang là như vậy, bạn muốn bố đại loại bố con Khang dọn sang tới nhà cô ấy, bạn ấy ở bạn có nhà riêng rồi.
Đấy. Trong 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 cái quá trình lao động không nỗ lực không ngừng ấy thì bạn cũng mua được nhà riêng rồi. Đấy, bạn đang ở một mình. Đấy, máy tính có tăng thường bằng cái máy tính. Đấy, thì bạn bảo bố con Khang sang đây ở thì cái mà thừa cái máy tính thừa ấy nhá. Thì để cháu nó học để đỡ đỡ khổ, nó to nước hại cái mắt nhá. Đấy, còn cái máy của cô ấy thì đang thiếu cái ổ cứng thì Khang cung cấp cái ổ cứng. À, mang sang đấy thì là dùng luôn. Thì thực sự là rất chi là Khang không ngờ tới, không ngờ là mình đăng cái sản phẩm âm ly loa đài lên kênh bán để gọi là mưu sinh, thì cái sảy nó lại để nảy cái ung, mình đăng lên mình bán, ai nào biết được ngày hôm nay lại xảy ra cái bạn nữ bạn có cảm tình với mình, bạn bị thứ sét ái tình là đánh chết như vậy, bạn ấy còn nhắn tin ví dụ đại loại là bổ kết lắm rồi đây, đấy, mà không gì được ấy, không đáp lại được nhu cầu là nhiều khi bạn ấy dọa bạn ấy làm những cái việc dại dột đấy nhá. Thật sự với quý vị và các bạn, bản thân Khang ấy không phải là tự ti đâu, nhưng mà các cụ vẫn dạy làm quan thì nuôi vợ, làm thợ thì nuôi miệng, đúng không? Đấy, mình không phải làm quan mà mình lại làm người thợ, thợ mà trong khi đó thợ lại không lành nghề, thợ lành nghề thì nó còn đỡ nhá. Những con thợ mà không lành nghề như mình đây, đúng không ạ? Đấy, vẫn được các cao nhân vào chỉ dạy thế nào là âm ly tốt, thế nào là nguồn tốt, xòa tốt, nói chung các kiểu, đúng không? Mình thì bản thân như vậy, bản thân ngu muội như vậy, tay nghề thì lại thấp, xanh và non vẫn nói như vậy thì chưa bao giờ nha, dám thành thật với quý vị và các bạn, chưa bao giờ dám nghĩ rằng một chày hai cối. Đấy, làm một chày một cối còn đau hết cơ đầu gối, má thì hóp bụng thì toác vào nha, đói đói ăn, mấy tháng nay nghỉ dịch ở nhà bám váy vợ mà bóc đập con lợn ăn đói, thì mà kể cả trước thời gian dịch cũng vậy, gọi làm mà gọi là không có không không, giống như kiểu đi câu vui ấy. Bán đài thì vì nhân dân quên mình được cái cây âm ly, cái âm ly thì mình lại vì cũng lại vì người chơi audio đơn giản nhất là mình thay toàn thay mới hết nhỉ. Đấy, thế nên là cái với cái vấn đề lãi suất thì nó không được cao. Đấy, thế nhưng mà cái tiêu chí của mình thì mình chia sẻ rồi đấy, là mình được cái là được cái dân quý dân tin, được cái dân quý dân tin dân ủng hộ. Đấy, thì khi mà dân quý dân tin dân ủng hộ rồi, cái được lớn nhất của mình ý là lúc giờ dân có ngô dân cho ngô, dân có củ khoai dân cho củ khoai, đấy là niềm hạnh phúc của, đúng không ạ? Mà được cái lớn lao nhất là được dân quý dân tin, cái đấy thì gọi là vô giá, đúng không ạ? Thì cuộc sống vật chất thì có cái đôi đường nó bí như vậy đấy, nó cũng không phải là bí thì nó nhưng mà nói chung là đạm bạc, mà mình vẫn tìm được thấy cái niềm vui trong đạm bạc thì đấy nó là cái hạnh phúc lớn nhất của đời người, đúng không? Chẳng mong gì hơn. Phật vẫn dạy vẫn hỏi đấy nè, mà tìm gì giữa chốn nhân gian, dạ thưa tìm chữ bình an đủ rồi, đúng không ạ? Tiền tài vật chất nó là cái vật ngoài thân, nhiều lúc thật ở tầm mình đã nghĩ cái chuyện sống khỏe chết phải nhanh, đúng không ạ? Chả cần cái gì, nhà cao cửa rộng đâu mang đi được, tiền để ngân hàng làm cái gì, đúng không ạ? Sống sao là phải gọi tìm thấy cái nguồn cái niềm vui trong cuộc sống. Đấy, thì chưa bao giờ nghĩ được một chày hai cối, chứ chưa nói chuyện một chày ba cối các thứ. Nào, ngày nay nó xảy ra cái câu chuyện mà nó dẫn tới đau đầu, thực sự phải nghĩ. Vì sao ạ? Vì kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ nha, bây giờ ví dụ như bây giờ mình buông những cái lời ví dụ như điện thẳng cho cô ấy, anh có gia đình rồi, cảm ơn em, đúng không ạ? Đấy, anh không thể để đến được với em, hay anh không yêu em, anh không có tình cảm với em, nói chung là vân vân và vân vân, đúng không ạ? Mình sợ một điều này này, mình sợ một điều là Khổng Tử dạy rằng nhá, Khổng Tử dạy rằng là bệnh ấy thì từ miệng mà vào, đúng không ạ? Miệng cũng ăn bẩn ấy thì nó mới lâm bệnh, đúng không ạ? Để bệnh đưa vào mà bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Đấy, thế mình sợ cái lời nói của mình mà nó gây lên cái hiện tượng này là gì, gây lên cô ấy là làm những cái điều dại dột, đúng không ạ? Thì là chẳng ra làm sao cả, mình là tội đồ của chị nữa. Đấy, thế thì cái câu chuyện đó mà mình chưa tìm được đuôi sách, mà như các cụ nhà ta vẫn dạy là thấu tình đạt lý nha, đúng không ạ? Thấu tình đạt lý vẹn cả đôi đường.
Đấy, thì mình đưa cái câu chuyện của mình lên đây thì mong các cao nhân, các sư phụ, sư huynh, sư tỷ, sư muội gọi đóng góp ý kiến, tháo gỡ cái nút thắt trong lòng của Khang để giải quyết cái vấn đề cho nó thật là êm đẹp. Đấy, ví dụ như bây giờ chẳng hạn là cho cha thì thôi thì đến nhà cô ấy mượn ngay máy tính cho về cho cháu nó học chẳng hạn, đúng không ạ? Nhưng mà đến thì bây giờ giãn cách thì chưa đi được. Đấy, hay là cho cô ấy mượn cái ổ cứng, đúng không ạ? Hay ổ cứng thế nhưng mà nó thật là ổ cứng của Khang vẫn đang dùng. Đấy, nhưng mà tất nhiên là nó có khả năng chịu đựng được, tại vì Khang là người thợ sửa chữa thì cũng biết bảo dưỡng định kỳ, đúng không ạ? Ngoài những liều thuốc Amacông các thứ thì cũng vẫn cứ nói chung đại loại là vẫn dùng tốt, nhưng mà bây giờ mình chưa biết làm thế nào cả. Mình chưa biết làm thế nào để cho nó vẹn toàn đấy, thì nó bí, thực sự cái câu chuyện này rất chi là nó bí, thì mong mọi người hãy giúp đỡ Khang để làm sao mà giải quyết được cái vấn đề nó thật là êm đẹp, vẹn đôi đường ba đường đấy, tức là ở những cái gọi là cái đối sách gọi là tốt nhất đấy, đúng không ạ? Tối ưu, đúng không? Đấy, thì hôm nay chia sẻ cái câu chuyện tới toàn thể quý vị và các bạn như vậy nha. Đấy, thì Khang cảm ơn quý vị và các bạn đã chịu lắng nghe câu chuyện của Khang, cũng là những người gọi là tri kỷ của Khang, đúng không ạ? Cao sơn lưu thủy, tri kỷ khó tìm. Em mà chả hạnh phúc gì hơn là tìm được tri kỷ, đúng không ạ? Thế mà Khang lại có những cái cộng đồng tri kỷ nó lớn như thế này, lắng nghe cái lời Khang nói như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Khang Audio coi như là mong chờ những ý kiến đóng góp mà tìm ra cái đối sách cho Khang nha. Thôi thế xin phép quý vị và các bạn, Khang dừng clip nhỉ, nói cũng nhiều nhiều, dừng clip mà tự dưng bây giờ lại nghĩ, tự dưng nó thật mình không giấu gì, tự dưng bây giờ không phải bây giờ mới nãy từ tối rồi, từ tối giờ mình cứ nghĩ mà đối sách của cô ấy, của mình đối với cô ấy nó như thế nào, cái bí mật mà bây giờ không không muốn bật mí nữa đấy, thế nhưng mà vẫn cứ phải bật mí là mình thật sự ra cũng quá, mà không phải là không nghĩ mà cũng có đôi chút nghĩ về cô ấy, nghĩ về nàng, không biết là qua như vậy là qua mắc lỗi với vợ không, thế nhưng mà thực sự là con người bằng thịt, đúng không, không phải bằng đá bằng đồng, đúng không? Trái tim cũng vậy, nên là bảo là không rung động thì cũng không đúng, tại vì làm sao, tại vì mình cũng cảm nhận được là ngang một người như mình mà lại nó chẳng có cái gì cả, đúng không ạ? Tiền tài địa vị chẳng có, lời nói thì nó chẳng ra làm sao ấy, thế mà hôm nay lại có người người ta lại bị tiếng sét ai tình đánh chết như vậy thì cũng cảm thấy gọi là một sự ưu ái nhỉ. Thượng đế để ý đến mình nhỉ, chắc là thương mình có ai như thế nào đó ấy, chắc mà mình cứ đoán vậy nhỉ. Thôi thế mình dừng clip ở đây, mình đi ngủ để ngày mai mình xem đối sách của quý vị và các bạn giúp đỡ mình. Thôi thì xin phép dừng clip ở đây. Good night.